Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Lúc nãy thì mình có mua một bịch bún riêu, thì người ta có kèm theo rau và mắm tôm. Nhân tiện thì chủ đề hôm nay mình nói về mắm tôm, và mình đã quyết định lấy chính cái sản phẩm mắm tôm này thực hiện soi trên kính hiển vi để xem nó có thật sự bẩn như mọi người thường hay nói. Thì mắm tôm là một cái món ăn mà mình rất là thích đó các bạn. Tuy là nghe người ta nói là nó không được sạch sẽ cho lắm, nhưng mà một số món ăn mà không có mắm tôm thì nó chẳng ra gì cả. Ví dụ như là bún đậu mắm tôm nè, cà pháo mà không chấm với mắm tôm thì cũng không ngon. Và tiêu biểu nhất là món bún riêu mà không có mùi thơm thẩm của mắm tôm thì mình cũng không thích lắm đâu các bạn. Phải có mùi mắm tôm nó mới ra cái món ăn như đặc biệt của hương vị Việt Nam mình. Thôi không dài dòng nữa, bây giờ mình sẽ tiến hành lấy mắm tôm soi với kính hiển vi cho các bạn xem nhé. Nhìn chung thì mình thấy cái mắm tôm này nó cũng không khác gì so với lại người ta bán ngoài chợ hết các bạn. Nhưng mà ở đây thì có một ít gia vị, hình như mình thấy có một ít gia vị với lại một ít ớt, mà chắc có lẽ chủ quán người ta họ cho thêm để cho hương vị nó thêm đậm đà, để giúp cho cái món ăn bún riêu của mình nó thơm ngon hơn. Bây giờ mình sẽ tiến hành lấy một giọt mắm tôm ha, mình cho lên trên lam kính để mình quan sát với kính hiển vi. Mình lấy cây que mình trải đều ra để cho mình dễ quan sát hơn nha các bạn. Chứ để một cục như vậy lên trên kính hiển vi là nó tối thui à. Chúng ta đang quan sát ở độ phóng đại là 200 lần. Mình có thể thấy là ở đây nó có một chiếc khúc chân của cái con tôm mà nó chưa phân hủy hết đó các bạn. Ở bên trong có lẽ là gạch tôm. Còn cái phần mà xám xám mà chúng ta nhìn thấy nhiều nhất đó là xác tôm. Rất là nhiều xác tôm đó các bạn. Còn cái phần này chính là tinh thể muối mà chúng ta thấy. Còn cái phần đỏ đỏ này có lẽ là mình nghĩ chắc dầu ăn hả? Mình cũng không rõ nữa các bạn ơi. Ở đây nó có nhiều vật thể đen lạ quá. Mình thì mình nghĩ không phải là tôm đâu, bởi vì tôm thì không thể nào mà nó có cái vùng nào màu đen gì cả. Có thể là tạp chất các bạn. Cái vùng nâu này mình thấy nó giống như là biểu bì của thực vật kìa. Tiếp theo mình quan sát thử. Wow, có rất là nhiều tinh thể muối. Và cái phần mà chân của con tôm nó cũng còn nhiều. Như đây nè các bạn. Đây là nguyên một khúc chân dài của nó luôn. Còn cái phần đỏ đó mình nghĩ có lẽ là chắc cái phần mà gạch tôm mà nó không phân hủy kịp á, tại vì nó được bảo quản trong cái chân của con tôm á, nó không có bị nát ra. Chúng ta quan sát thêm ha. Wow, có quá nhiều tạp chất quá các bạn à. Cái phần đen này chắc chắn không phải là tôm rồi. Mà cái tạp chất mà lượng tạp chất nhiều như vậy mà nó đưa vào cơ thể mình thì như thế nào nhỉ? Nếu nói tới đây thì mình lại nhớ là cách đây cũng mười mấy năm á, hình như vào năm 2007 thì phải, thì nó có một cái đợt dịch tả. Cái đợt dịch đó ở ngoài Bắc đó các bạn, thì 80% người mà nhập viện là đều ăn mắm tôm. Cho nên lúc đó Bộ Y tế người ta họ quy chụp là mắm tôm nó chứa cái chất gây dịch tả, cụ thể là vi khuẩn E. coli. Nhưng sau đó thì các nhà khoa học nghiên cứu thì trong mắm tôm thì cái hàm lượng muối nó quá cao, nó chiếm từ 20-30%, cho nên thành ra là không có cái loài vi khuẩn nào, hiếm lắm. Nói chung có nhưng mà rất ít loài vi khuẩn mà tồn tại ở trong mắm tôm. Đặc biệt là vi khuẩn E. coli là nó vô là chết liền các bạn. Cho nên sau đó thì việc mà thông tin về ăn mắm tôm là bị tiêu chảy thì đã được gỡ bỏ. Tuy nhiên thì mình cũng không có chắc là có phải do mắm tôm hay không. Sau khi soi với kính hiển vi thì mình lại thấy là nó có rất là nhiều chất đen. Đen đó như đây nè các bạn. Thì liệu nó có phải là tác nhân hay không? Cái đó là cái điều mình thắc mắc. Ở đây nó có một cái phần màu vàng vàng đó chính là dầu ăn. Cái dầu ăn ở trong mà người ta họ cho thêm vào mà cái ớt đó các bạn. Ở đây thì mình thấy có một mảnh thực vật, chắc có lẽ là ớt đó các bạn. Mà sao nó lại bị móc móc đen đen như vậy ta? Có lẽ là chắc nó bị thúi rồi.
Mà nếu ớt mà bị thúi như vậy mà người ta lại đem đi làm mà sa tế thì liệu nó có đảm bảo sức khỏe không các bạn? Thật ra ớt là phải ớt tươi ngon thì người ta mới làm sa tế nó mới ngon được. Còn ở ngoài chợ đôi khi ớt người ta bán không kịp á các bạn. Cái xong cái người ta đem đi xay, xay ra nhiều khi nó còn có cả giòi ở trong đó nữa. Cho nên nếu mà các bạn muốn làm sa tế hay gì tốt nhất mình làm ở nhà ăn sẽ rất là ngon và đảm bảo vệ sinh. Ở đây thì mình quan sát thật sự là quá nhiều tạp chất. Tại cái quy trình mà làm tôm này nè các bạn, khi mà người ta bắt con tôm lên á, số lượng rất là nhiều, mà tôm nhỏ, tôm to, đủ thứ hết, nhiều thậm chí nó hay có tạp chất, mình nói tạp chất cái nhiều khi rác đó các bạn, nó kèm theo người ta họ lọc không sạch là họ đem vô xay là nó ra vậy nè, đó cái cục rác này quá bự luôn, không có cái con tôm, bạn nghĩ con tôm có phần nào mà cục đen thui vậy? Thịt tôm mà sau khi xay nát xong nó sẽ màu xám xám như vậy nè. Còn cái vỏ của nó sẽ có màu cam cam đỏ đỏ như các bạn thấy. Ồ, ở đây có một cục gì đây các bạn? Phần này không thể nào là thịt tôm được. Tại vì thịt tôm mà sau khi mà xay mà đem ủ thì nó không thể nào mà nó như vậy được. Cái này mình nhìn nó sơ sơ như cái cục nó bùi nhùi. Trời ơi, quá đáng sợ. Bây giờ mình sẽ tăng cái độ phóng đại ở chỗ này lên để mình xem ở chỗ này nó có cái gì nha các bạn. Wow, trời ơi. Mình thấy nó giống như chùm lông vậy các bạn. Giống chùm lông của con sâu rợm nhé. Nhưng có lẽ không phải đâu, tại vì đây mình đang ở độ phóng đại tới 400 lần lận. Cho nên không có thể nào mà cái chùm lông sâu rợm nào mà nó nhỏ như vậy được. Trời ơi, các bạn có xác định nó là cái vật thể gì không? Ở đây mình lấy nét hơi kém nha, cho nên các bạn thông cảm ha, nó hơi mờ chút. Ồ, cái đây chắc cái lẽ phần khúc xương con gì hết ta. Ồ, có nhiều thứ mình khó biết quá, để mình coi thử nó là cái gì. Ồ, hy vọng nó, thôi mình cũng hy vọng nó là cái khúc xương con tôm đi. Trời ơi, thật sự cái cục đen đen nhiều quá, mình không biết nó là gì luôn các bạn. Mình là rất là nghiện cái món tôm này các bạn. Mà xem xong cái tự nhiên mình thấy hơi ngán ngán nha. Đây còn này nữa mình cũng không biết nó luôn. Nó cái phần gì của con tôm ta, sao nó lại có cái chùm rong rong ria ria vậy? Chả lẽ cái chân con tôm nó vậy? Đó. Đây, đây chắc có lẽ chân con tôm. Thật ra nếu mà xét về phương diện mà khoa học ha, nếu mà mình mà không bỏ qua những cái vấn đề là như là tạp chất hay là những cái vấn đề mà hợp vệ sinh ở đây đi, mà mình nói về vấn đề là dinh dưỡng của nó, thì trong mắm tôm dinh dưỡng rất là cao như các bạn. Các nhà khoa học đã từng nghiên cứu rồi và thông tin này đã được kiểm chứng, các bạn có thể search lên mạng. Trong mắm tôm hàm lượng dinh dưỡng đạm, trữ đạm của nó rất là cao và đồng thời là nó chứa lượng lớn vitamin B và DHA nha các bạn. Mà DHA nó rất là tốt cho trí não, đặc biệt trẻ em nếu ăn cái món này thì nó cũng sẽ phát triển rất tốt cho não bộ. Tuy nhiên, do là mắm tôm, quy trình chế biến của nó thì không có ai kiểm tra được hết, cho nên thành ra là nó có nhiều tạp chất như mình đã nói và nó không hợp vệ sinh. Và đồng thời là ở trong mắm tôm nó có chứa nhiều muối quá, mà khi chúng ta ăn cái gì mà chứa nhiều muối thì thận chúng ta nó làm việc rất là khổ cực đó các bạn. Cho nên khi mình ăn mắm tôm thì mình phải cân nhắc nha, mình phải lựa chọn giữa cái việc là được và mất. Theo mình nghĩ khi mà các bạn sử dụng mắm tôm thì mình nên chú trọng nhất là cái khâu mà vệ sinh. Vấn đề vệ sinh thì mình nên chọn những cơ sở mà sản xuất uy tín, như là giờ mình thấy ngoài thị trường người ta cũng có bán nhiều mắm tôm mà trong cái hũ chai rồi các bạn. Những cơ sở như vậy thì mình nghĩ nó không, họ sẽ không có làm ăn bê bối đâu. Còn mình mua mà những cái sản phẩm mắm tôm mà trong can đồ đựng cả can thùng 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 nữa ngoài chợ thì chắc nghĩ cái đó từ cái khâu mà vận chuyển đến chế biến là nó không tốt. Đây, cái đây màu vàng vàng này là tinh thể dầu đó các bạn, dầu ăn ở trong sa tế ớt đó các bạn. Nó người ta trộn vào. Nếu mà mình lấy mà mắm tôm mà nguyên chất á thì chắc nó không có những chất vàng vàng này đâu, cho nên cái đó mình cũng không có lo ngại lắm. À, mình quan sát thêm ha. Đây, cái cục mù xanh xanh, trời ơi. Cục xanh xanh mà đã được xanh xanh dày là không phải thơm rồi. Chắc chắn luôn. Ồ, còn đây mình có thấy cái vòng tròn này, còng cái này giống như cộng lông, còn kia giống như chùm lông vậy các bạn. Trời ơi, quá đáng sợ luôn. Trời ơi, xem xong xem qua đây thì mình mới biết được mắm tôm là như thế nào. Cái này là chắc chắn từ trong cái quá trình từ khâu nguyên liệu luôn nè.
nó bị xay nát ra. Chứ còn nếu mà trong quá trình vận chuyển mà người ta rớt vào thì những cái vật thể nó bự lắm các bạn. Đây cục trắng trắng này là mình không xác định được. Còn cái phần đỏ đỏ đó là vỏ tôm, vỏ tôm tép đó các bạn. Ở cái độ phóng đại lớn như thế này, nếu mà có vi khuẩn thì mình sẽ thấy liền nha các bạn. Và ở đây mình hoàn toàn không thấy một con vi khuẩn nào, cho nên mình cũng khẳng định luôn là trong mắm tôm rất ít vi khuẩn hoạt động. Còn nếu nó có thì nó cũng đang ở trong tồn tại ở cái dạng gọi là kén á các bạn. Nó vô một cái môi trường mà nó chịu không nổi, nó sống không được, nó sẽ tạo cho mình một cái kén vỏ độc, vỏ bọc. Nó y chang giống như là con sâu mà nó làm cái kén tổ á. Nó chui vô trong đó, bắt đầu nó nằm im, nó chờ đến khi nào môi trường thuận lợi bắt đầu nó phát triển lại. Cho nên chính vì vậy á, mắm tôm á, sau khi mà mình mua về mà đã cho nó tiếp xúc với không khí, hoặc là mình bóc tem từ những cái chai lọ, chai mà mình mua từ nhà sản xuất á, thì tốt nhất mình sử dụng trong vòng 1 tháng đổ lại thôi. Chứ mình ngoài cái thời gian đó thì những cái con vi khuẩn đó nó sẽ phát triển trở lại nha các bạn. Nấm mốc phát triển, nó sẽ phát triển lại, lúc đó mình ăn cái tỷ lệ ngộ độc rất là cao. Đây, mình bây giờ tiến hành mình soi thêm ha, vòng vòng mình coi có cái gì hay hay nữa không ha. Đây cái chân, đây chân con tôm, cái khúc phần con chưa tôm tép đó bạn. Thật ra tôm mà để làm mắm tôm này là mấy con tép nhỏ, có khi có người gọi là con ruốc á, chứ không phải là con tôm mà loại bự mà mình hay ăn đâu. Tại nếu mà loại tôm như vậy thì thật sự người ta làm ra đâu có kinh tế đâu các bạn. Móng khí. Rồi, quan sát đây chắc mình cũng đã nắm về sơ lược về mắm tôm rồi. Các bạn có muốn quan sát về những loại thức ăn gì, hay là muốn xem thêm những cái gì, thì các bạn hãy để lại phần bình luận ở phía dưới. Mình sẽ đọc hết các bình luận của các bạn và mình sẽ thực hiện những cái video theo những yêu cầu của các bạn. Nếu các bạn cảm thấy video này hay thì hãy nhấn like và subscribe kênh để đăng ký ủng hộ cho mình, để tạo động lực để mình tạo ra những video hay và ý nghĩa hơn nữa nha các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.